Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 77, ngày 28, Chúa Hóa Hình. Kinh Thánh Luca đoạn 9 câu 28 đến câu 36. Câu ghi nhớ Luca đoạn 9 câu 29. Đương khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên trắng, sắc trắng, chói lòa. Đương khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 9 câu 28 đến câu 36 nhé. Kinh Thánh Tân Ước trang 68, Luca đoạn 9 câu 28 đến câu 36. Độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. Đức khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Và này có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Môi-se và Ê-li, hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Phi-e-rơ cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra thấy vinh hiển của Chúa Giêsu và hai đấng ấy đứng gần Ngài. Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Đức Chúa Giêsu, Phi-e-rơ thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li." Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi. Khi người còn đương nói, có một đám mây kéo đến bao phủ lấy, và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi. Bây giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: "Này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người." Khi tiếng ấy phát ra thì Đức Chúa Giêsu ở một mình, các môn đồ nín lặng, không nói cùng ai về sự mình đã thấy. Câu ghi nhớ ở trong câu số 29. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Đương khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Chúng ta cùng đọc câu ghi nhớ đã được tô màu. Đương khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Trong sách chúng ta phần tìm hiểu khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện, chuyện gì xảy ra? Câu 29. Chuyện gì xảy ra các em? Khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện, chuyện gì xảy ra? Kinh Thánh cho chúng ta biết câu ghi nhớ đây. Diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Diện mạo Chúa khác thường. Khác thường. Áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Trắng chói lòa có nghĩa là rất là sáng. Giống như chúng ta thấy cái hình ở đây thì Chúa giống như là Chúa tỏa hào quang ra, và áo của Chúa trở nên rất là trắng sáng, mặt gương mặt của Chúa cũng là sáng rực. Rồi ai nói chuyện với Chúa Giêsu ở trong câu 30? Có ai các em? Có Môi-se và Ê-li. Môi-se và Ê-li. Môi-se là đại diện cho luật pháp của Chúa thời kỳ luật pháp,
Ông Môi-se là người đã lên núi và nhận 10 điều răn của Chúa, đại diện cho thời kỳ luật pháp. Và Eli là tiên tri, đại diện cho tất cả các tiên tri, là lời của Chúa ở trong Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký cho đến Phục Truyền Luật Lệ Ký là Môi-se viết, rồi các sách khác là các tiên tri của Chúa viết, và có Eli là vị tiên tri lớn của Chúa. Như vậy hai người này đại diện cho luật pháp và lời tiên tri, nói về Chúa Giê-xu. Nói về chuyện gì? Câu 31. Nói về sự Ngài qua đời là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Nói về sự thương khó của Chúa. Thương khó của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu phải chịu bị bắt, bị đánh đòn, bị đóng đinh trên thập tự giá. Và tất cả những điều này xảy ra ở tại thành Jerusalem. Và sau đó thì có tiếng phán từ trong đám mây. Phán điều gì? Đây là tiếng phán của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán gì cho em? Ở trong câu số 35: Này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe lời người. Này là con ta. Này là con ta. Chữ con viết hoa nha các em, nói về Chúa Giê-xu. Rồi, chữ người cũng viết hoa luôn, nói về Chúa Giê-xu. Người được lựa chọn của ta. Người được lựa chọn của ta. Ta hãy nghe người. Chữ người cũng viết hoa luôn nha các em. Đức Chúa Trời xác nhận rằng Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, và Chúa Giê-xu được Đức Chúa Trời chọn lựa, và hãy nghe lời Chúa Giê-xu. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh mô tả lại câu chuyện Chúa Giê-xu cùng với ba môn đồ đi lên núi, và đang lúc cầu nguyện thì Chúa Giê-xu hóa hình, có nghĩa là Chúa Giê-xu được vinh hiển, rực rỡ, sáng loà, sáng hơn là mình nhìn vào mặt trời nữa. Rồi áo của Chúa trở nên sáng loà, sáng rực, và có Môi-se với Eli hiện ra nói chuyện với Chúa, là hai người đại diện cho luật pháp và lời tiên tri. Rồi ở đây chúng ta thấy ba môn đồ Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ thì thấy Chúa như vậy thì họ rất là ngạc nhiên. Sau đó chúng ta thấy Phi-e-rơ đã nói chuyện với Chúa Giê-xu đó, nhưng trước đó thì khi Chúa sáng rực và có Môi-se, Eli nói chuyện với Chúa thì ở trên trời Đức Chúa Trời phán rằng: Này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người. Đây, ta thiếu chữ hãy. Hãy nghe người. Nhận biết Chúa Giê-xu hóa hình để bày tỏ cho các môn đồ rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài là con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là đấng quyền năng. Chúa Giê-xu là đấng quyền năng mà mọi người phải vâng lời Ngài. Vâng lời Ngài. Thực hành
Em tạ ơn Chúa Giêsu qua Kinh Thánh, qua thiên nhiên và chính Ngài bày tỏ cho em biết Ngài là con Đức Chúa Trời quyền năng để em thờ phượng Ngài. Chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa Giêsu đã bày tỏ qua Kinh Thánh. Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu nè. Rồi qua thiên nhiên có nghĩa là khi các em nhìn cái bông hoa, các em biết là có Chúa là đấng tạo dựng nên, bởi vì nó rất là đẹp, màu sắc nó đẹp, hình dáng nó đẹp và nó có mùi thơm nữa. Rồi nhìn vào các cái con thú, con này con kia thì mình thấy rằng có Chúa là đấng tạo dựng nên. Và qua chính Ngài ở đây là chính Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu sống ở trên đất, bày tỏ cho em biết Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài là con của Đức Chúa Trời quyền năng để em thờ phượng Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa là con của Đức Chúa Trời quyền năng. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, qua lời Kinh Thánh mà con biết Ngài là con của Đức Chúa Trời quyền năng xin Chúa giúp con thờ phượng Chúa suốt cuộc đời của con. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, qua lời Kinh Thánh mà con biết Ngài là con của Đức Chúa Trời quyền năng. Xin Chúa giúp con thờ phượng Chúa suốt cuộc đời của con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi một ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo vào ngày mai nhé.